Và với cái bằng IELTS thì cũng đồng nghĩa với việc em sẽ được giảm bớt môn tiếng Anh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, đồng nghĩa với việc em sẽ giảm bớt gánh nặng một môn so với các bạn cùng trang lứa. Và bên cạnh đó thì speaking em cũng đã được nâng rất nhiều, từ 5 chấm lên 6.5. Cái đó thì thật sự là vượt quá mong đợi của em. Hello everyone, my name is Minh Đăng and I am now currently a student in Phú Nhuận High School. And after a time I study IELTS at Viettop Center, I finally get the IELTS score at 7 points in my overall. Em đang là một học sinh lớp 12 thì có nghĩa là năm nay em sẽ xét tuyển vào đại học, nhưng mà em lại chưa có một cái trường mong muốn nào hết. Cho nên em nghĩ là nếu mà với cái bằng IELTS 7 chấm hiện tại của em thì cho dù em bất chợt muốn vô trường nào thì cũng có thể dễ dàng đáp ứng những tiêu chí của trường đó hơn. Và với cái bằng IELTS thì cũng đồng nghĩa với việc em sẽ được giảm bớt môn tiếng Anh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, đồng nghĩa với việc em sẽ giảm bớt gánh nặng một môn so với các bạn cùng trang lứa. Và bên cạnh đó thì em cũng có một cái sở thích, đó là đọc sách. Và em đang tính đọc sang những cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Anh. Thì em nghĩ học IELTS cũng là một cơ hội tốt để em có thể trau dồi, tự vận cái khả năng đọc hiểu của mình hơn, để có thể tiếp cận những thứ mà em thích. Sau một khoảng thời gian học IELTS và thi có kết quả thì em cảm giác cái kỹ năng writing và speaking của em được cải thiện nhiều nhất. Đầu tiên là về writing, khi mà em đã nâng được tận 2 band, từ 4 chấm lên 6 chấm chỉ sau một khoảng thời gian học cũng không dài lắm. Và bên cạnh đó thì speaking em cũng đã được nâng rất nhiều, từ 5 chấm lên 6.5. Cái đó thì thật sự là vượt quá mong đợi của em. Nó vượt xa dự kiến ban đầu của em là chỉ 6 chấm thôi, thì em thật sự rất là vui với cái kết quả đó và cảm giác rất là xứng đáng với cái sự nỗ lực của mình. Thì cũng nhân dịp được phỏng vấn này thì em cũng muốn bày tỏ sự cảm kích của mình đối với các thầy cô đã dạy em. Thì em rất cảm ơn thầy Thông và cô Nga, là hai thầy cô đã đồng hành với em trong suốt quá trình học vừa qua. Hai thầy cô đã giúp em cải thiện rất nhiều và đạt được kết quả mà thực tế là vượt xa mong đợi của em so với ban đầu. I love Viettop so much and thank my teachers for all.